vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri cho biết cuộc đời tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đúng 15 ngày tới, cụ thể 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch năm 2024, trời ban phúc lộc, tiền về ngập két, phúc đức ngập nhà, an nhàn hưởng thụ. Quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất thân mến, nhắc để bản mệnh nhớ rằng khi bản mệnh làm lại từ đầu không có nghĩa rằng bản mệnh làm lại từ con số 0 hay bết bát hơn là từ con số âm. Nó có nghĩa rằng bản mệnh đang làm lại từ những kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm riêng biệt của bản thân. Vậy nên hãy vững lòng. Một là một Mậu Tuất ắt không thiếu những mơ to mộng lớn hay những dự định phát triển vượt bậc trong cuộc sống của mình, cũng vẫn là một Mậu Tuất ắt không thể thoát khỏi sự mất mát nhiều thứ, thiệt thòi nhiều mảng, thậm chí phá sản trắng tay, ngã rồi lại đứng dậy, mệt rồi lại tự động viên người quay lưng lại, tự bản thân gồng gánh, nhưng rồi mãi vẫn cũng chưa được tự thành, chung quy lại vẫn là thua nhiều hơn thắng. Nếu bản mệnh đang trong hoàn cảnh như thế, vậy thì giản đơn bản mệnh cần nhớ rằng, nếu tầm nhìn kế hoạch lâu dài của bản mệnh là vài tỷ thì mất mát vài trăm triệu cũng chỉ như một góc của tảng băng mà thôi. Còn nếu tầm nhìn của bản mệnh lớn hơn nữa thì mất mát vài tỷ tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà bản tâm, bản mệnh truy cầu. Nếu nhận thức được điều này, bản mệnh sẽ không còn nghĩ quá nhiều về những sự thua ở quá khứ để thực sự hoạch định, tiếp tục tiến bước hướng về tương lai. Người muốn đứng chỗ cao hoặc đạt được những điều không tưởng, ắt phải chịu những áp lực không tưởng, phải đối diện, xử lý những vấn đề mà người bình thường không phải bận tâm, phải dày công, dày sức vượt qua những thử thách mà người bình thường không phải đối mặt. Ở cái thời điểm Mậu Tuất khởi cái tâm, mong một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc sự nghiệp tự thành đầy thân cũng chính là cái thời điểm họ đẩy cánh cửa vận mệnh ra cho những khó khăn có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời và bản thân họ phải đủ thông thái mà giải quyết mọi sự. Mậu Tuất à, thất bại không phải là sự đối ngược với thành công mà thực ra nó là một phần không thể tách rời trên con đường kiếm tìm thành tựu. Khi bản mệnh nhìn vào tất cả những người nổi tiếng, vận động viên thể thao, doanh nhân, người truyền cảm hứng, bản mệnh nghĩ rằng họ thành công là vì họ không bao giờ thua cuộc. Nhưng không phải thế. Họ thành công là vì họ không để thất bại che mờ đi lý trí hay tầm mắt của họ. Tâm họ bất biến, trí họ thêm nhiều, đích đến ước mơ của họ không đổi. Dẫu cho cuộc đời có tìm cách vùi dập muôn nẻo gian truân, cuộc sống dạy chúng ta mỗi người một bài học khác nhau. Có người là bài học tiền tài, có người về danh vọng, có người học về bản mệnh đời, có người học về gia đình, người thân. Với Mậu Tuất, dù là bài học nào đi chăng nữa cũng sẽ chung quy lại để bản mệnh nhận thức rằng, tức mọi thứ trong đời Mậu Tuất chỉ có một thân một mình tự làm, tự quyết, tự thắng, tự thua, tự buồn, tự vui, tự động viên, tự đứng dậy, nên đừng chờ ai đó sẽ đến với mình. Mậu Tuất tự nhìn vào gương thôi. Đấy là người duy nhất sẽ vừa là nạn nhân, vừa là quý nhân trong suốt cuộc hành trình nhân sinh của Mậu Tuất. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, mới đây nhất, Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024 sắp tới, người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là con giáp khổ tận cam lai. Trước đây càng khó khăn vất vả bao nhiêu thì từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch này trở đi càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề. Phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên nhiều tiền và viên mãn.
để biết được vận trình cụ thể đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng ngày là gì, bản mệnh cần phải làm gì để mà nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám bằng cách nào, thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chỉ khi dám đối diện và vượt qua, chúng ta mới thực sự mạnh mẽ và trưởng thành. Mỗi người chúng ta đều phải trải qua những thử thách ấy, không phải để khiến chúng ta gục ngã mà để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Khi đối diện với khó khăn, Mậu Tuất sẽ thấy rằng mình mạnh mẽ hơn, mình trưởng thành hơn. Hãy nhớ rằng, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải lội. Mọi thử thách dù có khó khăn và dồn dập đến đâu cũng nằm trong tầm khả năng của Mậu Tuất. Nếu Mậu Tuất muốn có ngày mai yên bình, hôm nay Mậu Tuất cần phải chiến đấu. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ trong một giây giữa trận chiến. Nếu Mậu Tuất đang quấn quanh mệt mỏi, ưu phiền, hãy viết một dấu chấm than ở đây hoặc kể lại câu chuyện của chính mình. Hãy coi đó như một cách xả những nhịp thở tiêu cực vào vũ trụ bao la, để chúng tan biến, để tâm hồn Mậu Tuất có một khoảng tĩnh lặng rồi lại tiếp tục cố gắng đối mặt với cuộc đời. Tử Vi hiểu rằng, đôi khi Mậu Tuất cảm thấy muốn buông xuôi, chán nản, trầm cảm và mệt mỏi. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều có ý nghĩa của nó. Chúng giúp chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Mậu Tuất không cô độc trong cuộc chiến này, mỗi chúng ta đều có những cuộc chiến riêng và chỉ khi chúng ta kiên trì và nỗ lực, chúng ta mới có thể vượt qua. Nếu Mậu Tuất đang cảm thấy quá mệt mỏi, hãy tìm một người tri kỷ để chia sẻ. Đôi khi việc nói ra những gì mình đang trải qua cũng giúp giảm bớt gánh nặng. Hãy nhớ rằng, Mậu Tuất không đơn độc. Có rất nhiều người xung quanh Mậu Tuất sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ Mậu Tuất. Hãy kiên cường lên Mậu Tuất nhé. Trước tiên, ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm, tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây nhé quý khán giả. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở, nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống xa gia đình, Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng, bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn nên trong các quan hệ xã hội họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc. Sự vật mâu thuẫn đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói.
những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lại phải chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào. Khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần tuổi. Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động, lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt, cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024, tử vi từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024, của 12 con giáp nhận thấy, dưới sự chi phối của cục diện tương phá, bản mệnh vấp váp với nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, bạn được nhắc nhở cần hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được, sự nghiệp khá ảm đạm. Đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này, bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình hơn là trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, điểm báo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng, bản mệnh một khi kiên trì vượt qua thì thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm hiện tại, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và chặt chẽ hơn thì mới có thể hạn chế được tình trạng hao hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn và vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của con giáp này.
bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực thường xuyên nên cảm thấy mệt mỏi uể oải. Phương diện tình cảm cũng là vấn đề khiến người tuổi Mậu Tuất gặp không ít muộn phiền. Từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch này, tình cảm vợ chồng đôi lứa xuất hiện nhiều nguy cơ, cả chủ quan lẫn khách quan. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch. Xem tử vi đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều với tuổi Mậu Tuất. Một phần vì không được nguyên lệnh che chở, phần khác là do chính sự nỗ lực của bản mệnh chưa tới, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu. Mọi việc ban đầu có thể đang tiến triển tốt đẹp nhưng ngày càng sa sút, bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hoàn hảo, hạn chế gây hấn, xích mích với người khác, lại thêm cả âm sát hung tinh ảnh hưởng. Tần suất bị tiểu nhân quấy phá, vướng vào khẩu thiệt thị phi ngày càng nhiều, công việc cũng gây đủ nguyên nhân mà gặp trở ngại, thậm chí còn có thể hoài công tốn sức mà không nhận lại được gì. Có những việc chẳng phải do bản thân gây ra nhưng bản mệnh đã phải chịu nhiều tiếng oan, ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín đã tốn công xây dựng bấy lâu, song bạn càng cố giải thích thì càng như đang bao biện trong mắt người khác. Dù sao cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình. Đúng sai thế nào hãy để cho tương lai trả lời. Vận trình lâm suy còn cho thấy, bản mệnh không chỉ yếu đuối về thể xác mà cả tinh thần cũng mong manh. Thời điểm này, tâm lý, áp lực tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cũng cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc chứ đừng nhắm mắt cho qua. Biết sai mà không sửa thì sai lầm tiếp nối sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại. Chỉ khi tự vực dậy tinh thần, tránh suy nghĩ quá bi quan mà có tâm lý muốn buông xuôi, bạn mới có thể tìm ra lối đi phù hợp để giải quyết tất cả những mớ rắc rối này. Có làm ắt có sai, sai thì sửa, đừng quan trọng hóa vấn đề. Thời điểm đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch này, nữ mệnh có phần may mắn hơn nam mệnh một chút bởi được thái âm các tinh che chở, nhưng bạn vẫn cần tự thân nỗ lực mới mong vận khí xuôi chèo mát mái, đừng chỉ biết dựa dẫm vào vận may hay quen nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch. Xem tử vi đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, cũng bởi công việc bất thuận, kéo theo đó là tài lộc của tuổi Mậu Tuất giảm sút, việc kiếm tiền rơi vào bế tắc. Bản mệnh chưa tìm được cách để cải thiện, biến động tài chính khá lớn, có dấu hiệu mất mát, nên bản mệnh phải quản lý tiền bạc thật kỹ càng, kẻo trắng tay lúc nào không hay. Thời điểm này, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều vì lợi bất cập hại. Đáng quan ngại hơn, thời điểm này, nguyện lệnh lâm suy và hồng tình âm sát cảnh báo tuổi Mậu Tuất về nguy cơ dễ gặp tiểu nhân, dễ bị lừa gạt tiền bạc. Vì vậy, bạn cần thận trọng hơn trong chuyện làm ăn. Hãy đầu tư kinh doanh, chớ nên thăm cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy mối nguy phía sau. Còn thời điểm này, bản mệnh cũng cần cân nhắc kỹ nếu có ý định cho người khác vay mượn. Tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay, kẻo vướng vào rắc rối không đáng có, đừng vì ra sự mà cả nể, cuối cùng mất tiền và mất cả tình. Xét về phương diện tình duyên, ra đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch. Xem tử vi đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện gia sự của tuổi Mậu Tuất thời điểm này vẫn tồn tại rất nhiều khúc chiết, chưa đâu vào đâu. Mờ sát xuất hiện kèm theo những thị phi không đáng có. Mối quan hệ của các gia đình dễ bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào, những chiêu trò châm ngòi mâu thuẫn của kẻ xấu. Xét về phương diện sức khỏe,
của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch. Xem tử vi từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng hung vận lớn khiến tình trạng sức khỏe của tuổi Mậu Tuất đúng nửa cuối tháng không được tốt lắm. Bản mệnh chớ nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể phát ra. Nguyệt lệnh lâm suy dự báo, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, dễ gặp những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần. Lúc này, bản mệnh nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958, từ đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thời điểm này không được quý nhân và các tinh ủng hộ, nên áp lực tăng cao, nhiều gánh nặng đè lên vai. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần từ sau 15 rằm tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tử vi tuần mới từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có chỉ ra rằng tuổi Mậu Tuất cảm thấy như đang đi trong lớp sương mù dày đặc và giữ được sự bình tĩnh, vững vàng cho mình thực sự là điều quan trọng nhất. Bản mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng của người ấy, thậm chí gọi mãi cũng không nghe máy. Tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian để chăm sóc cuộc sống của mình. Đừng ngồi đó mà suy diễn hoặc chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra lúc này. Nửa đầu tuần của bản mệnh rất rực rỡ với tiền bạc và mối quan hệ thuận hòa, nhưng nửa cuối tuần với tỷ kiên ngán đường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó, bạn luôn phải đề cao cảnh giác trong mọi việc mình làm nhé. Điềm báo tử vi cho thấy, có thể xảy ra tai nạn nếu bản mệnh đi xa hoặc bất cẩn khi lái xe với sự xuất hiện của Thái Tuế. Thế nên, tuần này bản mệnh nên hạn chế việc cầm lái, tránh việc uống rượu khi bạn là người lái xe. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, vận trình tuần mới của tuổi Mậu Tuất không thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, tâm trạng của bạn cũng chứa đầy sự hồ nghi, băn khoăn về các kế hoạch do mình đề ra. Đây là tuần mà bạn không chắc chắn vào bất cứ điều gì, đừng để bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết cản trở. Tuổi Mậu Tuất gặp người mà bạn dành trọn tình yêu. Nếu bạn nhận thấy được tiềm năng trong đó, hãy cùng người ấy thực hiện mục tiêu đam mê trong cuộc sống. Thiên ấn ghé thăm vào đầu tuần, giúp tuổi Mậu Tuất khai thác sức sáng tạo của mình trong công việc. Nhìn chung, tuần này không có nhiều trở ngại trong hành trình. Sự nghiệp của bản mệnh tuần này ảnh hưởng bởi bách việc hung tinh, nên điểm báo có tiểu nhân gây phiền nhiễu, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Đó có thể là tác nhân làm bạn khó ngủ. Trong thời gian này, bạn luôn cảm thấy lo lắng vì chuyện gì đó không rõ ràng. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên, để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh tử vi mà bản mệnh tuổi Mậu Tuất 1958 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán.
tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Mậu Tuất khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Mậu Tuất có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Mậu Tuất sinh 1958, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Mậu Tuất tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Thiềm thừ biểu tượng của sự phát tài và may mắn đang mang trong mình ý nghĩa quan trọng. Thiềm thừ đối với người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, thiềm thừ phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thán. Cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống, thiềm thừ hình dáng tròn trịa, có ba chân, vị trí đặt thiềm thừ trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Mậu Tuất có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, thiềm thừ có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm thừ còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, thiềm thừ phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính, tỳ hưu. Đối với người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, việc sở hữu một chiếc tỳ hưu có thể mang lại nhiều ý nghĩa quý báu. Tỳ hưu linh thú có hình dạng kỳ lạ, là sự kết hợp giữa hình thù của ngựa và rồng. Tỳ hưu có khả năng giữ lại tài lộc, đồng thời hút vào mình những điều xấu và mang lại sự bảo vệ cho người chủ. Tỳ hưu với người tuổi Mậu Tuất, tỳ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn trong cuộc sống. Sự hiện diện của tỳ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỳ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Mậu Tuất sinh 1958, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý vị thân mến,
Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung. Tiên tri cho biết, cuộc đời tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, đúng 15 ngày tới, cụ thể 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch, năm 2024, trời ban phúc lộc, tiền về ngập két, phúc đức ngập nhà, an nhàn hưởng thụ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.